Chú từ đâu đến đó chú? À? Chú từ đâu đến đó chú? Ở Phú Hậu, Campuchia. Ở bên Campuchia? Gáp danh Campuchia. Dạ, gáp danh Campuchia. Là mỗi năm là năm chú về đây thì tao làm ở cửa Tây Môn. Vậy hả chú? Tao bảo vệ á. Dạ, dạ. Cửa Tây Môn á. Dạ. Dạ. Cô có cảm nhận gì khi đi tham gia đại lễ hội Phật giáo Hòa Hảo không ạ? Cảm nhận giống như là mùa lễ Tết nè, là Tết đạo á. Dạ. Đi bà con ai cũng đổ xô về đây hết. Dạ, cô ở đâu đến ạ? Ở Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang. À. Chú ở đâu đến ạ? Ở bên Đồng Tháp. Đồng Tháp qua. Đồng Tháp. Dạ. Như vậy là mỗi năm là chú đều tham gia đại lễ hội như vậy. Đúng rồi. Dạ, rất là quý. Dạ, chú thứ mấy ạ? Thứ 10. Chú 10 ở Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Cô có cảm thấy là mình đông như đúc như vậy kèo và kẹt xe, cô có cảm thấy là nào mà mệt nhọc gì không cô? Mệt nhưng mà mình vui mà. Vui hả cô? Mình là đệ tử của thầy mà. Dạ. Mọi tiêu tan mệt nhọc đều bay tan biến đúng không cô? Và cũng nhìn thấy vậy là đông càng ngày càng đông và càng vui. Dạ. Lễ 18 năm đi bữa nay là ngày gặp đi cũng thầy. Dạ. Dạ đi gầm rồi sẵn tiện là mình đi tham gia đại lễ hội mà ngày lễ Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Dạ, cô á là từ đâu đến ạ? À? Châu Thành, ở Châu Thành. Châu Thành, Châu Thành là ở An Giang hay là sao cô? Châu Thành An Giang. Nãy giờ con có thấy là rất là đông mọi người và kẹt xe, tình hình kẹt xe rất là nhiều. Cô cảm thấy có cảm thấy mệt không cô? Mệt ha. Dạ. Dạ. Như năm nay thì lớn hơn các nhiều năm rồi đó. Dạ. Những cái ngày lễ như vậy là mỗi năm là cô đều có tham gia hết. Tham gia hết. Dạ, nhưng mà vừa mệt nhưng mà rất là vui đúng không cô? Đến bên đây là vui. Dạ, rất là vui. Em từ đâu đến ạ? Em ở Chợ Mới anh. Chợ Mới An Giang mình luôn ha em. Dạ, mỗi năm như vậy là mình đều tham gia đại lễ hội như vậy ha em. Em cảm thấy tình hình nó kẹt xe như vậy, em cảm thấy có cảm thấy mệt nhọc gì không? Nhưng mà mỗi năm đi cô là cũng rất là vui. Cũng vì là tín ngưỡng ha. Dạ. Dạ. Mọi sự mà tín ngưỡng thì mọi sự mệt nhọc đều tan biến hết đúng không em? Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, em tên gì ạ? Em tên Diễm ạ. Em Diễm. Dạ, em Diễm Chợ Mới An Giang nha. Dạ. Cô chú anh chị. Em từ đâu đến ạ? À? Em ở Tân Châu. Tân Châu. Dạ, Tân Châu là Châu Đốc An Giang hay sao em? Ở bên An Giang. À, cảm ơn em. Tám mươi rồi. Bỏ xe đi đi. Những chai nước rất là quý trong giai đoạn này. Giai đoạn này rất là nắng luôn, chưa nắng và tình hình kẹt xe rất là mệt luôn nha cô chú anh chị. Và có những chai nước như miễn phí như vậy rất là quý luôn trong giai đoạn này. Cô có cảm nhận gì khi đi tham gia đại lễ hội Phật giáo Hòa Hảo không ạ? Cảm nhận giống như là mùa lễ Tết nè, là Tết đạo á. Dạ. Đi bà con ai cũng đổ xô về đây hết. Dạ, cô ở đâu đến ạ? Ở Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Ở Hậu Giang, dạ. Cô thứ mấy ạ? Chị thứ hai, tên mấy hai. Dạ, cô hai. Dạ, cô hai ở Hậu Giang nha cô chú anh chị. Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô chú anh chị trong đoàn thật là đi tham gia đại lễ hội thật là vui vẻ, thật nhiều sức khỏe. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, rất là nhiều tín đồ trên toàn quốc để tham gia đại lễ hội. Dạ, con có cái kẹt để con chữa cho cô. Con cảm ơn cô. Dạ. Trên mọi miền tổ quốc đến mà để tham gia đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ nha cô chú anh chị. Thank you.
dài. Dạ đi gầm rồi sẵn tiện là mình đi tham gia đại lễ hội mà ngày lễ giáo hòa. Dạ cô á từ đâu đến ạ? Châu Thành là ở An Giang hay là sao cô? Châu Thành An Giang. Con chúc cô cùng gia đình thật nhiều lời sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Dạ con không dám bỗng vắng nhiều lại ngồi kẹt xe nhiều quá. Dạ cô cho con hỏi như là mỗi năm là cô có đều các cô các chú là đều tham gia đại lễ hội như vậy. Dạ mùa lễ Tết đạo này là năm nào cũng phải về hết. Dạ năm nào mình cũng tham gia hết. Năm nào cũng có tham gia hết. Dạ mặc dù mình công chuyện cỡ nào cũng phải đi về cái dự lễ mùa Tết trong năm này. Dạ đi đi trước á, bữa gầm tặng là về trước còn đó chứ cảnh chứ. Dạ tại vì mình lấy trước cũng có công chuyện thành ra là ngày 8 trở về trước nhưng mà ngày gầm là về đây. Dạ rất là tín ngưỡng về đức thầy đúng không ạ? Ngày mà tâm linh về thầy là vị Phật mà. Dạ vì một vị Phật sống trong lòng mọi người đúng không cô? Dạ. Dạ đúng rồi cô. Bởi vì bà con mấy tín ngưỡng nhiều. Dạ. Thầy nói là có y gan hết trơn cho nên là bà con cả mấy tín ngưỡng cao gì đó. Dạ. Ai cũng vậy có công việc gì cũng ship lại hết. Dạ. Ngày lễ là phải về. Dạ. Cũng giống như là mỗi năm là phải về cúng lễ ông bà cha mẹ mình đó đúng không con? Dạ. Thầy là vì cha mà. Dạ. Vì bằng sống ở trong lòng. Phải về cái ngày 18 tháng 5. Dạ. Có công việc thì mình phải về trước. Dạ. Dạ. Con rất là cảm ơn những lời chia sẻ cho của cô và để cho mọi người biết về Đức Thầy cũng như là ngày lễ ngày 18 tháng 5 ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Thầy. Con xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thật từ cô. Dạ con xin cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Dạ chào tạm biệt cô. Tại vì Di không có phỏng vấn nhiều được tại vì sẽ gây ra kẹt xe nha cô chú anh chị. Ngay cả đi đi còn khó nói gì về đi xe đúng không cô chú anh chị coi xem rất là đông và đang kẹt xe. Con giờ con không đi được luôn nè. Dạ thua rồi, bây giờ này là thua rồi. Rất là đông luôn mọi người ơi. Xe có ai dẫn đây à? Xe có ai à? Không biết dẫn đây luôn. Rất là đông luôn mà cô chú anh chị. Bây giờ lội bộ vào An Hòa Tự rất là khó khăn. Quá cứng rồi đó. Đồng Tháp qua. Dạ. Như vậy là mỗi năm là chú đều tham gia đại lễ hội như vậy. Đúng rồi. Dạ, rất là quý. Dạ, chú thứ mấy ạ? Thứ 10. Chú 10 ở Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Dạ. Con xin cảm ơn những lời phỏng vấn của chú. Chúc chú cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Cho con xin gửi cái kẹt ạ. Dạ, cái kênh của con, kênh YouTube của con. Dạ. Kênh YouTube gì chú? Dạ kênh nó có bắt lên coi ạ. Dạ. Con gửi cô ạ. Con lẽ cô ơi. Cô từ đâu đến ạ? Cô Long Xuyên lên. Long Xuyên. Dạ Long Xuyên là mỗi năm là cô đều tham gia đại lễ hội hả cô? Đúng rồi. Dạ. Dạ con xin gửi cô. Cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ dạ. Dạ.
một hồi là con quay xong con đăng luôn á con. Dạ. Nãy con không dám cô chú rồi. Con ơi, quay đi thôi. Chú rồi đúng không? Dạ con. Dạ. Ở này anh ta thắc mắc cũng mãi về xe. Dạ. Cho mấy 200 ngàn. Dạ. Đi ba lá được. Dạ, cái tên của con là tên là dưới Duy Duy Kawasaki đó con. Đó, nhấp vô YouTube á là nhấp vô là thấy con. Dạ, đánh đi gan như vậy là thấy con. Chú từ đâu đến hả chú? Chụp lâu được chụp. Dạ, vô là chú ấm à. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, này con quay luôn á, con quay luôn á, không có chụp. Con quay lên là đưa lên mạng là mọi người biết luôn. Có hình không? Dạ, có hình luôn. Dạ. Dạ. Vậy vậy chú cho con phỏng vấn luôn đi. Vậy chú cho con phỏng vấn chú luôn đi rồi có những cái clip là con gửi con đưa lên đây là thấy chú. Dạ, cái tên YouTube của con đó. Có tốn tiền không? Dạ không. À, miễn phí. Dạ. Dạ. Chú từ đâu đến hả chú? Chú từ đâu đến hả chú? Chú từ đâu đến hả chú? Ở Phú Hậu, Campuchia. Ở bên Campuchia. Gáp danh Campuchia. Dạ, gáp danh Campuchia. Là mỗi mỗi năm là năm chú về đây tao làm ở cửa Tây Môn. Vậy hả chú? Tao bảo vệ. Dạ dạ. Cửa Tây Môn. Dạ. Dạ. À, con mỗi năm như vậy mà mỗi năm đều có tình trạng là kẹt xe như vậy hả chú? À, dạ. Chú làm cầu qua lễ chú về. Dạ. Ờ, tiếp tục làm chống chống chú hàng ngày. Dạ. Rất là quý à. Tao lại đi. Dạ. Bỏ có lễ phụ nguyễn cũng đi nữa. Dạ. Xe này đi nè. Dạ. Chứ qua lễ. Dạ. Rất là quý à. Dạ. Con cảm ơn những lời chia sẻ thật là từ chú. Chúc con chúc chú cùng gia đình thật nhiều sức khỏe làm ăn phát tài. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ thật là từ chú. Cái là mưa là này chạy không kịp luôn này. Duy xin phép kết thúc video tại đây tại vì quá kẹt xe rồi. Duy sẽ cầu chú các bạn sẽ hãy đón xem clip sau nha. Tại vì rất là đông mọi người, Duy không đứng có thể đứng quay để cản trở giao thông được. Mong cô chú anh chị sẽ xem clip sau nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Duy. Em từ đâu đến ạ? À? Em ở dưới Tân Châu. Tân Châu. Dạ, Tân Châu là châu đốc An Giang hay sao em? Ở bên An Giang. À, cảm ơn em. Chị sẽ xin phép đi vào trong với đông quá. Dạ, chào chị. Chị từ đâu đến ạ? À? Cần Thơ. Cần Thơ hả? Cần Thơ quê em. Em cũng Cần Thơ ở Chợ Nổi Cái Răng. Dạ. 586 hả? Dạ, cũng gần bên đó. Dạ, chúc chị đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Cho em gửi cái kẹt. Đường gửi chút chút qua được. Dạ, của em. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Duy xin phép đi ra cô chú anh chị ơi, chứ đông quá không thể nào đi đến đồ đạc đã nhiều quá. Duy xin phép đi vào trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bánh đồ ăn là miễn phí nha, hoàn toàn miễn phí luôn. Xin phép đi vợ vào trong mới được. Quay đẩy xe 16 chỗ kìa. Dạ. Em đi vô trong nè, mà khó nè. Đi vô trong. Quay nè, quay chưa? Quay rồi. Quay hết rồi. Rồi ok, quay luôn. Nãy quay rất là nhiều luôn rồi. Tại đông quá không dám đứng quay. Cảm ơn anh ơi, ghi ổng chị luôn đi. Đây là những chai nước rất là quý trong giai đoạn này nha cô chú anh chị, hoàn toàn miễn phí nha. Tải lên anh ơi. Rất là quý. Đi xuống luôn chị ơi. Giai đoạn này rất là nắng luôn, chưa nắng và tình hình kẹt xe rất là mệt luôn nha cô chú anh chị, và có những chai nước như miễn phí như vậy rất là quý luôn trong giai đoạn này. Không có lời nào mà để mà mình nói hết được. Rất là quý. Trước thì tôi đợi tự giờ biết nhiêu đợi tới chứ. Tôi đợi tự giờ biết nhiêu chưa? 20 phút còn. Tôi điện mà xưng tự giờ 3 phút rồi. Tôi đi trước nãy giờ. Tự giờ làm cái đâu là tôi tới chặn xe tự giờ tôi đến. Nãy giờ quá mày. Con hỏi cô từ đâu đến à? Dạ ngoại từ giờ đến Phú Lâm. Dạ Phú Lâm là ở đó, ở An Giang mình hả cô? Dạ. Mỗi năm như vậy là cô thường tham gia đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo hả cô? Dạ. Cô có cảm thấy là mình đông như đúc như vậy kèo và chạy xe, cô có cảm thấy là nào mà mệt nhọc gì không cô? Mệt nhưng mà mình vui mà. Vui hả cô? Là đệ tử của thầy mà. Dạ. Mọi tiêu tan mệt nhọc đều bay tan biến đúng không cô? Và cũng nhìn thấy vậy là đông càng ngày càng đông và càng vui. Dạ vui. Dạ rồi, con xin cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Dạ. Tình hình nó kẹt xe như vậy em cảm thấy mệt nhọc gì không? Nhưng mà mỗi năm đi cô là cũng vì là tín ngưỡng ha. Dạ. Mọi sự mà tín ngưỡng thì mọi sự mệt nhọc đều tan biến hết đúng không em? Dạ. Cảm ơn em. Em tên gì ạ? Em tên Diễm ạ. Em Diễm. Dạ em Diễm chào mới An Giang nha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn em. Chúc em thật cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và tham gia đại lễ hội thật là vui tươi. Dạ cảm ơn em. Dạ chú. Dạ quay.
con muốn kiếm người quay nó sợ bị la. Sợ quay rồi bị la. Dạ. Dạ. Cô cho con hỏi các cô từ đâu đến à? Phú Hưng là ở An Giang mình luôn hay là sao cô? Dạ. Như vậy là mỗi năm là các cô đều tham gia đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo hả cô? Dạ. Dạ. Đi tại đạo đàng chứ sao? Vậy hả cô? Cái gì phải dữ lắm. Dạ. YouTube à? Dạ. Dạ, kênh của em để em. Dạ, dạ em gửi. Cảm ơn anh. Cô như nãy giờ con có thấy là rất là đông mọi người và kẹt xe, tình hình kẹt xe rất là nhiều. Cô dạ cô cảm thấy có cảm thấy mệt không cô? Mệt ha. Dạ. Dạ. Như năm nay thì lớn hơn các một năm rồi đó. Dạ. Như những cái ngày lễ như vậy là mỗi năm là cô đều có tham gia hết. Tham gia hết. Dạ, nhưng mà vừa mệt nhưng mà rất là vui đúng không cô? Đấy, bên đây là vui. Dạ, rất là vui. Cô cũng là con năm nay nhiêu tuổi con thấy cô? 61 mà da rất là còn khỏe tươi tắn mà đi tham gia đại lễ. Dạ. Nhà ở trường phía sau ăn nè, bữa nay là ông người ta cho đồ ăn miễn phí không có tốn tiền. Dạ. Thuốc cũng không có. Dạ đúng rồi. Con đầy đủ hết. Dạ, con thấy là những cái lễ mà của Phật giáo Hòa Hảo á là thường thường là không tốn mọi chi phí nào á, chỉ tốn tiền xe, tiền xăng đồ đi thôi. Ở đây là chỉ như gần mình, ở đây là phải tại cái đạo của mình phải đi năm nào mới đi. Dạ. Gì mà bằng hơn là những cái món đồ như là chai nước, những cái bánh bao đúng không cô? Chưa trao tặng miễn phí. Dạ. Còn gì quý bằng đúng không cô? Dạ. Con chúc cho các cô cùng gia đình thật nhiều là sức khỏe. Dạ. Nào đi chạy quay lên mấy. Dạ.